Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn tất cả anh em tham gia chương trình hay góp nhận 0.5 tốc cần TRO khoảng 25 đô các bạn. Một tốc cần này, một cái sự kiện ngay góp này mà lấy trên nguồn ngay góp 6, các bạn yên tâm mà làm các bạn. Để tham gia giá, các bạn click phần link mô tả, bấm nút start để chat cho bot nè. Chương trình hay góp này nó sẽ tự động phân phối vào ngày 20 tháng 12 nha tất cả các bạn. Rồi NV, các bạn nhiệm vụ của các bạn là phải lướt cấp trang các bạn. NVU U3 qua kho. Rồi các bạn gửi chat cho bot. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller nữa nè. Rồi chào các bạn. Tốc cần này hiện tại chưa được sàn đang bán nhiều không các bạn. Uniswap 1 TRE bằng 1.2 ETH. Một tốc cần này đã có mặt trên Ừ, khá là ngon rồi. Sắp lý sàn Vindas rồi nữa. Đang mấy rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi đây mình cho tiếp kênh seller nó, kênh group nữa các bạn. Hai kênh. Rồi. Fan các bạn, đây mình coi lại nó có. Đây là cái website của nó thôi các bạn ơi. Các bạn vào mà tìm hiểu website nó các bạn. Mình bắt up lại. Rồi theo world thì các bạn follow theo world thôi. Hiện tại nguồn airdrop gửi về cho mình là rất là nhiều các bạn, nhưng mình test là mình chủ yếu là mình đăng cho tất cả anh em nguồn airdrop 6 tất cả anh em. Rồi các bạn like đi các bạn. À con này đã. Rồi các bạn test lại nó đi. Để lấy Uniswap thôi, ngon rồi. Rồi bấm đăng lên các. Rồi Facebook thì các bạn cũng Facebook thì các bạn cũng follow Facebook nha bạn. Ê like Facebook mà. Tại vì hiện tại mình thì thích sàn Uniswap là như là những cái sàn phi tập trung mình có thể là tốc cần mau các bạn. Còn những cái sàn kia mình mắc chay coi bán ra những cái đồng coi rất là lâu luôn các bạn. Các bạn mà đăng nhập Facebook nha các bạn ơi. Rồi Facebook thì các bạn chỉ việc like cái bài của nó nè các bạn. Giờ các bạn lướt xuống đây các bạn chờ lót chút xíu các bạn. Rồi các bạn chia sẻ một cái dự án của nó đây các bạn. Thích nè. Rồi các bạn chia sẻ công khai đi. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube của nó các bạn. Watchbot là kênh chính thức là các bạn. Hiện tại nhiều nguồn airdrop quá các bạn ơi, nên mình cũng khó mà lựa những nguồn airdrop uy tín cho tất cả anh em ngoài nguồn airdrop 6 này ra. Rồi các bạn bấm đăng ký nha tất cả anh em. Rồi tất cả anh em cũng trở về cũng bot đi. Rồi anh em bấm vào nút submit đi tên. Rồi nó có hỏi tất cả anh em có join hai kênh group channel không thì tất cả anh em vào kiểm tra nha tất cả anh em. Anh em kiểm tra xong anh em bấm next tab nè. Rồi tất cả anh em điền mở cái username theo word tất cả anh em ra nè. Đây thì mình làm tình cảm cho tất cả cho bạn nào chưa biết luôn các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân nè. Các bạn copy username này nè các bạn. MMO của anh A Công. Rồi các bạn chơi lại bot. Phải có A Công đầu tiên nha tất cả anh em. MMO nữa Ngọc Anh nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha các anh em. Rồi anh em gửi cái đường link YouTube của tất cả anh em nha tất cả anh em. Tất cả anh em cũng mở cái trang YouTube của mình ra nè. Airdrop Zone Valency. Rồi anh em nhấp vào trang cá nhân đầu người của mình nè. Rồi anh em bấm vào một bài vạch, anh em bấm vào một chia sẻ nha tất cả anh em. Anh em sao chép sẽ chép lại rồi gửi. Rồi tất cả anh em bắt đường đi bài file nãy vào tất cả anh em. Rồi rồi anh em cũng lấy cái đường link bài file Facebook anh em nhấp vào Facebook mình lại nè, nhấp vào đây nè. Khoan tất cả anh em chờ chút xíu nha tất cả anh em. Wow
Em chạy xíu nha các anh em. Rồi anh em nhấp vào mũi tên này, nó sẽ ra trang cá nhân của tất cả anh em nhấp vào trang cá nhân đầu người của mình này. Rồi anh em nhấp vào ba dấu gạch trên đây nè. Còn trên ứng dụng thì tất cả anh em vào setting copy username của tất cả anh em, đây đường link của tất cả anh em nha. Còn đây thì mình hướng dẫn cho tất cả anh em lấy trên web, rồi anh em copy nè. Rồi anh em bắt đáp lại. Anh em gỡ lại username nè. Rồi sao mất tiêu luôn không biết. Rồi anh em gỡ nghe các anh em. Máy mình này sao kỹ ta. Mới sửa là chạy mượt lắm mà. Đu vô khâm lắc. Rồi tất cả anh em bấm vào ai anh khâm lắc nha các anh em. Rồi anh em mở địa chỉ di trúc wallet ra, lấy địa chỉ C20 nha các bạn. Bạn nào không biết tạo di trúc wallet mình thì iPad mình hướng dẫn tạo di trúc wallet nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào các bạn. Rồi các bạn sao chép. Các bạn gọi lại cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào ba lần khi chết được bao nhiêu tục càng nha các bạn. Rồi mình đã nhận 0.05 tục càng từ đó nè. Các bạn bấm vào ghép liên ghép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân nè các bạn. Còn một quýt giao nè. Rồi ngày 20 tháng 12 năm nó sẽ cho cúp tiền tất cả các bạn, hoặc hay là nó phân phối thì mình sẽ cập nhật video clip tiếp theo. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.